nghỉ ngơi rồi nha. Đó, trở lại chơi rồi đó nha. Mến chào quý khán giả, mến chào tất cả những anh em có chung cái đam mê những chiếc trở lại cano để mình lắp đặt những cái máy và những tôm này đó mình chạy trên sông nước. Đầu video thì mình cũng gửi lời cảm ơn tất cả quý vị khán giả của mình rất là nhiều nha, trong suốt thời gian qua luôn theo dõi những video của mình á. Mình cũng chúc tất cả quý khán giả hãy bình an trong cuộc sống nha. Có một cái chiều xem những cái video vui vẻ. Ghe tàu bà con đi sống quá. Ghe thịt sáng chắc sống không dữ nữa. Trước là 1.000 á, bị dấn 1.000. Xanh là bưu điện 1.000. Ở đây mà gặp tàu cao tốc chạy sống dữ luôn.
quá cũng không dám chạy, cano chạy mà sóng còn vỗ gầm gầm à. Tại cái mùa qua Tết mà mùa này gió nhiều cho nên mặt sông nó lúc nào cũng có sóng chân á. Chỗ lại là tới chỗ rồi, chế độ rồi. Tổng cái đoạn đường mình đi khoảng ba mấy cây nhưng mà đâu có chạy hết ra được đâu, mấy độ mà.
sáng này dài tới mấy chục cây số luôn nha, cho nên nhìn nó thăm thẳm chiều voi á. Tạm dừng cái video này ở đây, rồi hẹn gặp lại quý khán giả ở những video lần kế tiếp. Rồi cũng không quên chúc toàn thể quý khán giả mình ai cũng được vui vầy và hạnh phúc. Xin chào.